Xe Malabar, xe ngựa trở thành phương tiện giao thông phổ biến ở Sài Gòn từ thế kỷ 19, khi người Pháp nhập những chiếc xe ngựa bốn bánh có mái che, thường gọi là Malabar để phục vụ nhu cầu đi lại. Loại xe này mang kiểu dáng như xe song mã ở châu Âu, thường được dùng để phục vụ viên chức thuộc địa và gia đình, hoặc những người giàu có. Từ kiểu xe ngựa sang trọng của Pháp, người Việt đã tạo ra loại xe ngựa đơn giản hơn với hai bánh, được gọi là xe thổ mộ. Thập niên năm 1940 đến năm 1950 là giai đoạn phát triển bùng y ổ của xe thổ mộ. Khi đó, khu vực chợ Bến Thành luôn có hàng chục chiếc xe ngựa kiểu này. Có người cho rằng, gọi như vậy là vì chiếc xe nhìn từ xa trông khum khum như ngôi mộ. Do móng ngựa bọc bằng sắt, những chiếc xe này tạo ra âm thanh, lọc cọc, đặc trưng khi chạy. Cho đến thập niên 1960, xe thổ mộ vẫn được sử dụng ở Sài Gòn, nhưng không còn thịnh hành như trước do sự phổ biến của taxi, xe lam, xích lô máy, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, xe thổ mộ ngày càng ít đất dụng võ. Ngày nay, hình ảnh những chiếc xe thổ mộ trên đường phố Sài Gòn chỉ còn là dĩ vãng. Mời quý vị cũng xem thêm một vài bức hình về chiếc xe thổ mộ huyền thoại một thời.